nữ U20 Việt Nam muốn coi các đồng nghiệp nam làm động lực. Ngày 6 tháng 3, tại buổi họp báo trước vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024, huấn luyện viên trưởng Akira Iziri và thủ quân đội nữ U20 Việt Nam thể hiện quyết tâm cao khi được thi đấu trên sân nhà Việt Trì, Phú Thọ. Huấn luyện viên trưởng đội nữ U20 Việt Nam Akira Iziri cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu và sẽ cố gắng thi đấu tập trung để hướng đến thành tích tốt nhất. Ở Đông Nam Á, chúng tôi đã có chút thành tích. Tuy nhiên mục tiêu của bất kỳ đội bóng nào đều là hướng đến các đấu trường lớn hơn ở châu lục hay thế giới, ông Akira Iziri cho biết. Đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm cũng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực thi đấu hết mình. Đặc biệt là những ngày gần đây, khi đội tuyển U20 Nam đang thi đấu rất tốt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đây là nguồn động lực và tấm gương để tôi và các đồng đội học hỏi. Đối thủ trong trận đấu đầu tiên của đội nữ U20 Việt Nam là Indonesia. Nói về cuộc đối đầu vào ngày mai 7 tháng 3, huấn luyện viên trưởng đội nữ U20 Indonesia Rudi Eka Priyambada chia sẻ, chúng tôi đã từng gặp đội Việt Nam trước đó tại Palembang và để thua 1-2. Dù vậy, lần này chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị. Đội của tôi có nhiều cầu thủ trẻ và tôi có niềm tin rằng họ sẽ thi đấu cống hiến trong suốt 90 phút. Cặp đấu còn lại tại bảng F là trận đấu giữa đội nữ U20 Ấn Độ và đội nữ U20 Singapore. Là đội bóng có hành trình tới Việt Nam dài nhất nhưng huấn luyện viên đội nữ U20 Ấn Độ Memon Rocky vẫn khẳng định chúng tôi phải trải qua một hành trình di chuyển dài nhưng chúng tôi đã đến sớm hơn một ngày so với các đội còn lại. Chiều nay 6 tháng 3, chúng tôi sẽ có buổi tập thứ hai và toàn đội hiện đang có trạng thái tốt nhất để hướng đến trận đấu mở màn. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội nữ U20 Singapore Paul Hill cho biết dù chưa từng đối đầu với đội Ấn Độ trước đây và chưa biết rõ về lối chơi của đối thủ, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị của riêng mình và sẵn sàng cho trận đấu. Lượt trận đầu tiên tại bảng F vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra từ chiều mai 7 tháng 3 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Tất cả các trận đấu sẽ được trực tiếp trên các kênh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Phú Thọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.